Đây là sổ thu chi của ban quản trị tòa nhà A2, khu tái định cư Phú Thượng, quận Tây Hồ. Mỗi tháng một lần đều như vắt chanh, các bảng biểu ghi chép sẽ được thực hiện thủ công với từng mục thu đầu vào và chi đầu ra. Tổng thu nhập của cô có được là bao nhiêu đâu? Một tháng thì thu được 20 triệu. Thì chỉ có 10 cái ô tô mới này cộng mới này độ 100 cái xe máy thôi. Bảng kê thủ công không chỉ bởi nguồn thu chẳng có gì với vài cái ô tô của cư dân ngoài gửi, ít xe máy của cư dân tòa nhà, mà còn bởi dù có ban quản trị nhưng lại không thể thuê đơn vị vận hành do mức phí dịch vụ mà người dân có thể đóng đang dừng lại ở 1.000 đồng trên 1 m². Tự thu, tự chi và tự quyết theo mô hình hợp tác xã là cách mà ban quản trị này đang thực hiện, với số nhân sự cũng chỉ dừng ở 2 người để tiết kiệm chi phí. Điện này, tiền nước này, tiền các thứ thì mỗi tháng dư dật cho nó cũng chỉ tầm độ 3 triệu hay 2 triệu. Thế thì đùng một cái mà tắc đường nước này thì lại thuê người sửa khi là 1 triệu hay 800, tại vì toàn sửa vặt mà. Chi phí bảo trì thấp lại không phải khoản nào cũng có thể dùng, nên tình trạng sửa vặt, gom đến đâu, sửa đến đó là thực trạng không phải chỉ ở khu tái định cư này. Tòa N10, khu tái định cư Đồng Tàu, sau hơn 10 năm cư dân về ở, vẫn chưa thể có ban quản trị. Có mỗi L1 là có ban quản trị. Phần đầu đã được ai làm ban quản trị. Bây giờ nó xuống cấp như này thì mình quản lý tình chết à? Ví dụ như là có những cái kiosk bảo cho dân thuê và thuộc về nhà tòa nhà. Thì nó còn có cái đồng vào, đây đầu vào không có, mà đầu ra rất nhiều. Và vẫn là những cuốn sổ thu chi với phương châm thu được gì thì thu, cho thuê được gì để có nguồn thu thì cho thuê. Ví dụ như cái chợ ở sau đây cũng cho thuê 2 triệu một tháng. Nói chung là bị đâu mình ván đấy, hỏng đâu dột làm đấy, dột đâu sửa đấy. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố để hỗ trợ cho kinh phí bảo trì phần sở hữu chung gồm 6 hạng mục và hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác quản lý vận hành nhà chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn. Tuy nhiên, cho đến nay, các chung cư tái định cư chưa nhận được khoản hỗ trợ này. Cũng hỏi mà thế thì đã có những cái đầu tư về kiểu như là quét vôi ve ở bên ngoài này hay là dốc tường ra xây thì đã có chưa, thì nếu mà có thì cho tôi xin, nhưng bảo không có. Trước đây thì còn có hội đồng nhân dân ở cấp phường chúng tôi đã kêu, hiện nay chỉ có hội đồng nhân dân cấp quận chúng tôi cũng kêu, thậm chí là trực tiếp cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi cũng kêu, không có một cái đoàn chi tiết về một cái công việc này thì chắc không bao giờ đi đến đâu cả. Ba cánh cửa nhà rác này, bà Phú nói, nó mới nhất, sáng nhất chung cư vì không thể để mùi rác ảnh hưởng tới người dân xung quanh. Và bà vẫn kỳ vọng khu nhà của mình trong gần nhất có thể sửa chữa để lại mới và sáng như vậy. Ông Tuấn ơi,